Em Mai xin kính chào cô chú anh chị cùng các em. Hôm nay em Mai đang đứng tại đường này có tên là đường Suối Sao, thuộc địa chỉ xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, để chia sẻ cả nhà về một cái miếng đất phù hợp với nhà xưởng, và mời mọi người xem cái con đường trước đất. Đây là con đường Suối Sao 2. Đường này là đường xe container chạy. Cả nhà mình nhìn xem ha. Đây là con đường trước đất nè. Và đây là một cái khu vực đặc biệt, là xã Hố Nai Ba, huyện Trảng Bom là một cái khu vực chuyên về các nhà xưởng làm sản xuất gỗ. Thì xung quanh toàn bộ là các nhà xưởng đang sản xuất và chế biến các mặt hàng về gỗ. Xung quanh, mời mọi người xem xung quanh trước. Toàn bộ khu vực xã Hố Nai Ba chuyên về cái ngành sản xuất chế biến gỗ các loại. Nên hệ thống ở đây là xung quanh ở đây chúng ta có thể tìm thấy là buôn có bạn, bán có phường, thì ở đây là phù hợp và rất phù hợp với tất cả các mặt hàng về gỗ. Mời mọi người xem quang cảnh xung quanh ha. Tất cả các xưởng gỗ đang cưa xẻ rất là náo nhiệt ở đây. Và cái miếng đất hôm nay em Mai cần chia sẻ là cái miếng đất ngay khu vực này. Và mời mọi người xem mặt tiền của miếng đất nè. Miếng đất rất là vuông vắn, rất là đẹp luôn. Hai bên là được cặp dắt bởi hai cái nhà xưởng. Hai bên đều có ranh giới cả nhà ơi. Ranh giới rất là rõ ràng. Hai bên đều có cái nhà xưởng hai bên nên là ranh giới rất là rõ ràng. Và mặt tiền đường dài được 43 m. Rất là đẹp luôn. 43 m làm nhà xưởng rất là đẹp. Đây là vị trí đất. Trên đất rất là bằng phẳng. Đất bằng phẳng dựng xưởng thôi. Ngang 43 m, hai bên đều có hàng rào bao quanh. Đặc biệt là phía trước là con đường này, và phía sau ở bức tường kia là có một con đường nữa, đất hai mặt tiền. Xem xung quanh, đất rất là cao ráo. Trên đất là có nhiều sỏi cho nên là làm nền rất là cứng. Khuôn viên đất là hình chữ nhật. Xung quanh là có bờ bao và đất là hai mặt tiền trước và phía sau cái tường kia. Cái tường kia là có một cái con đường phía sau nữa, là mặt tiền thứ hai. Ở đây, từ ở đây mà có tên đường là Suối Sao 2 thì đi ra cách đây là 3 km là sẽ ra nhà máy nước Thiện Tân, ra được đường Hoàng Văn Bổn, ngã ba Phát Triển và thông ra đường Nguyễn Ái Quốc cũng như là đường quốc lộ 1A. Từ đây mà ra đường quốc lộ 1A là khoảng 5 cây rưỡi, 5,5 km. Ra nhà máy nước Thiện Tân là khoảng 3 km. Toàn bộ xung quanh là sản xuất gỗ, cho nên là việc di chuyển cũng như là sản xuất về cái mặt hàng này, cả nhà mình yên tâm. Đây là lô đất phù hợp để làm nhà xưởng. Đặc biệt là hai mặt tiền trước và mặt tiền sau. Thêm một cái việc thông tin rất tốt cho cả nhà mình nữa. Giá của anh chủ đưa ra rất là thiện chí, chỉ 4 triệu một mét thôi. Nghĩa là cái miếng đất này nó có diện tích là 2.720 m², ngang 43, chiều dài là 61, hai mặt tiền, tổng diện tích 2.720 m², giá 4 triệu một mét vuông thì thành tiền là 10 tỷ 900 triệu đồng. Đây là một cái giá rất là hợp lý tại thời điểm này và cũng như là sát với thị trường. 4 triệu một mét vuông cho khu viên đất nhà xưởng, toàn bộ quy hoạch SKC, đất sản xuất, đất quy hoạch SKC, sổ riêng chính chủ, giá 4 triệu một mét là giá rất là tốt. Tổng thành tiền nguyên cái khu viên đất hai mặt tiền này chỉ có 10 tỷ 900 triệu đồng. Em Mai rất mong được kết nối với các anh chị cô chú nào quan tâm đến đất làm nhà xưởng, đặc biệt là ngành xưởng gỗ này. 10 tỷ 900 triệu cho cái khu viên đất rất đẹp, vuông vắn, quy hoạch đất sản xuất, kinh doanh, sổ riêng chính chủ. Em Mai xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin cảm ơn.